Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc toàn trị và hiếu chiến buộc phương Tây phải đối đầu. Trong khi Hoa Kỳ và châu Âu đang lao đao trước đợt dịch thứ hai và thứ ba, Trung Quốc, nơi xuất phát đại dịch COVID-19, là cường quốc duy nhất tăng trưởng dương trong năm 2020. Tuy nhiên, mô hình tư bản toàn trị và thái độ hiếu chiến của Trung Quốc khiến thế giới ngày càng lo ngại. Kẻ gây ra đại dịch chiếm thế thượng phong và gia tăng đàn áp dân chúng. Đây là hình ảnh diễu binh tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Liên quan đến châu Á, trong bài Khi Trung Quốc đóng kín cửa, tờ báo Le Point, nhà bình luận Nikolai đã nhận định nếu Trung Quốc là mối đe dọa cho tự do, cho các nền tảng dân chủ, phải tính đến những khó khăn khi muốn tái thúc đẩy nền kinh tế. Vào năm 2020, dường như đánh dấu một sự chuyển hướng trên thế giới có lợi cho Trung Quốc, trong khi chính Bắc Kinh đã gây ra đại dịch COVID-19. Nhưng việc Trung Quốc đóng cửa thị trường, cứng rắn hơn về chính trị và có thái độ hiếu chiến có thể là những trở ngại cho mưu đồ bá chủ toàn cầu. Trong khi Hoa Kỳ và các nước châu Âu đang lao đao trước đợt dịch thứ hai và thứ ba, Trung Quốc ca khúc hải hoàn về chiến thắng trước con virus và mối đe dọa suy thoái. Trung Quốc cũng là cường quốc duy nhất có tăng trưởng dương trong năm 2020 là 2%, chứng tỏ được khả năng công nghệ với tàu thăm dò vũ trụ thường năm mang về được mẫu đất đá trên mặt trăng và siêu máy tính lượng tử Cửu Trường. Vào năm 2020 còn chứng kiến sự bành trướng đầy ấn tượng của Trung Quốc trên Biển Đông. Một mặt, Bắc Kinh đàn áp mạnh mẽ Hồng Kông, chiếm dần Biển Đông, hăm dọa Đài Loan, xung đột vũ trang với Ấn Độ tại Dalat và o ép các nước như Úc, cho thấy tất cả các quốc gia nào lệ thuộc vào Bắc Kinh và kinh tế và Trung Quốc thì không nên chỉ trích chế độ này. Mặt khác, Bắc Kinh cũng thúc đẩy lập ra một vùng tự do mậu dịch ở châu Á với hiệp định RCEP chiếm 30% dân số thế giới và hút được thỏa thuận với các liên hiệp châu Âu. Cũng trong lúc này, Trung Quốc vẫn tiếp tục xúc tiến con đường tơ lụa mới và ngoại giao vaccine, tiếp tục bao vây các nước phương Tây. Trong cuộc đối đầu nảy nửa này với Mỹ, Tập Cận Bình muốn chứng tỏ chủ nghĩa tư bản toàn trị Trung Quốc hiệu quả hơn chế độ dân chủ tại phương Tây. Mục tiêu là chiếm vị trí đầu bảng trong hai lĩnh vực chủ chốt của thế kỷ 21, đó là số hóa nền kinh tế và chuyển đổi sinh thái. Trung Quốc kém vững chắc hơn người ta tưởng. Cũng theo tờ Le Point, không nên đánh giá thấp chiến lược dài hạn của Bắc Kinh, mối đe dọa chết người cho các quyền tự trị. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng chưa thể giành chiến thắng. Ngoài khả năng của các nền dân chủ, nếu biết cải cách và đoàn kết xung quanh các giá trị, mô hình kinh tế và chính trị Trung Quốc kém vững chắc hơn người ta tưởng. Đây là hình ảnh các phiên họp Quốc hội Trung Quốc vào hồi tháng 3 năm 2019. Tiêu thụ chỉ tăng 3% do người dân lo tiết kiệm vì sợ tái phong tỏa và nạn thất nghiệp đang gia tăng. Bất bình đẳng xã hội bùng nổ. Trung Quốc nay là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới, chiếm 878 người, trong khi thu nhập bình quân đầu người chỉ có 900 đô la. Với vụ ngăn chặn Ant Technology lên sàn chứng khoán và mở điều tra tập đoàn Alibaba của tỷ phú Mã Vân, tức là Jack Ma, Bắc Kinh muốn nhắc nhở quyền năng tối thượng của Đảng Cộng sản, đồng thời buộc các tập đoàn kỹ thuật số phải giảm lãi để giúp tăng sức mua. Sự chậm chạp của việc tái định hướng và tiêu thụ nội địa do bị Mỹ trừng phạt cùng với những căng thẳng về xã hội và chính trị đã khiến chế độ trở nên thô bạo trong việc kiểm soát người dân, cổ vũ sùng bái lãnh tụ Tập Cận Bình. Bắc Kinh cũng từ chối mọi điều tra độc lập về nguồn gốc của con virus corona từ Vũ Hán, đàn áp mãnh liệt các dân tộc thiểu số, tống giam các nhà đấu tranh nhân quyền và nhiều đại gia khác. Và câu hỏi đặt ra là mô hình toàn trị sẽ đi về đâu? Nhưng mô hình tư bản toàn trị của Trung Quốc ngày càng gây lo sợ và tâm lý chống đối nên ảnh hưởng chỉ hạn chế. Việc hung hăng gây hấn khắp nơi cũng tạo điều kiện cho một liên minh thù nghịch với Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, còn sự thô bạo đối với Úc thì chỉ thúc đẩy các nước phát triển giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Tình hình Trung Quốc khiến các nước dân chủ rút ra được rất nhiều bài học và mong đợi quay lại một thế giới như trước kia chỉ là một ảo tưởng. Công cuộc vực dậy nền kinh tế sẽ rất chập chạp và không đồng nhất. Cuộc cách mạng kỹ thuật số đóng vai trò trung tâm trong thế giới và thế kỷ thứ 21, nhưng nó có nguy cơ đào sâu cách biệt xã hội. Việc Trung Quốc đóng cửa thị trường và ngày càng độc tài là đi ngược so với sáng tạo
và tôn trọng nhân phẩm. Về lâu dài sẽ giúp các nước phương Tây bảo vệ được tự do chính trị của mình. Các nước có nền dân chủ cần phải đoàn kết để chống lại tư bản toàn trị Trung Quốc. Và tác giả này cũng hy vọng năm 2021 sẽ đặt được viên đá đầu tiên. Đối với Trung Quốc thì phương Tây cũng cần phải sát cánh bên nhau. Tương tự như vậy, tờ The Economy trong bài Làm thế nào thương lượng được với Trung Quốc cũng nhắc đến việc Bắc Kinh ký kết được hiệp định RCEP và tiếp tục đe dọa Úc với chính sách ngoại giao côn đồ và một kiểu cấm vận thương mại từng phần. Theo Tuần Báo Anh, trước hết phải nhận ra sức mạnh của Trung Quốc. Khác với Liên Xô trước đây, Trung Quốc quá lớn, chiếm đến 18% GDP của thế giới và có nhiều liên kết chằng chịt. Đây là hình ảnh thành phố Thượng Hải với tòa nhà tháp cao thứ hai trên thế giới. Bắc Kinh cũng là đối tác thương mại lớn thứ nhất của 64 nước, trong đó có Đức, còn Mỹ chỉ là số bao 8. Cũng không nên tin vào những hứa hẹn của Bắc Kinh từ việc tài trợ cho kỹ nghệ cho đến nhà nước pháp quyền ở Hồng Kông. Phương Tây phải kết hợp lại mới tạo được ảnh hưởng. Và Hoa Kỳ và châu Âu và các nước dân chủ khác chiếm 50% GDP toàn cầu. Cần xác định lại các lĩnh vực nhạy cảm như công nghệ và quốc phòng, trong đó có sự tham gia của Trung Quốc phải được kiểm soát rất chặt chẽ. Bên cạnh đó là thiết lập một khuôn khổ chung về nhân quyền, nhất là kiểm tra chuỗi cung ứng có phù hợp với đạo đức hay không và trừng phạt các cá nhân doanh nghiệp bóc lột. Trong bối cảnh dư luận thế giới đầy ngờ vực Trung Quốc, tờ báo gợi ý lập ra một nhóm nước như G7 mở rộng ra để đương đầu với Bắc Kinh. Và thị trường đấu thầu công cũng bị bỏ quên trong thỏa thuận của giữa châu Âu và Trung Quốc vừa qua. Tờ báo Le Express nhắc nhở thị trường đấu thầu công một quyền lãng quan trọng trong thỏa thuận giữa châu Âu và Trung Quốc. Tuy thỏa thuận này được coi là tái cân bằng trong đầu tư giữa hai bên, nhưng các công ty châu Âu vẫn không được tham gia vào các cuộc gọi đấu thầu cung cấp cho các đơn vị nhà nước nội địa của Trung Quốc. Bất công rất lớn. Một bên là châu Âu mở cửa tứ bề gió lộng, cấm mọi hình thức phân biệt đối xử với một nước thứ ba. Đây là hình ảnh một cuộc họp ở Nghị viện châu Âu. Việc xây dựng đường xá, trường học, bệnh viện, mua đội xe mới, mua máy tính mới, tư vấn, mỗi năm các chính quyền trung ương và địa phương của 27 nước liên minh, Liên hiệp châu Âu đặt hàng khoảng 2.400 tỷ euro. Còn bên kia là Trung Quốc dựng kín tường bao, không có bất kỳ công ty ngoại quốc nào được đấu thầu thị trường công trị giá 1.400 tỷ euro của Hoa Lục. Và bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được cho rằng đã bán đứng người Duy Ngô Nhĩ cho Bắc Kinh trên lĩnh vực nhân quyền. Tờ báo Le Point có bài phỏng sống mô tả như sau. Erdogan đã hy sinh quyền lợi của người Duy Ngô Nhĩ ra sao? Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ quên tình liên đới giữa những người Hồi giáo với nhau. Ông ta cần Trung Quốc để cứu vãn nền kinh tế. Số phận của cộng đồng 50.000 người Duy Ngô Nhĩ, kể cả những người đã nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, không là gì so với sức nặng kinh tế của Trung Quốc. Khoảng hơn một chục hiệp định song phương đã được ký kết từ năm 2016. Bắc Kinh đã đầu tư thêm trên 5 tỷ đô la vào Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021 và hy vọng sẽ rót thêm 6 tỷ đô la nữa. Hàng nhập từ Trung Quốc cũng chiếm đến 90% trao đổi thương mại. Bắc Kinh lợi dụng việc Thổ Nhĩ Kỳ bị phương Tây bỏ rơi để dẫn lên. Khi đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ mất giá tới 40% vào năm 2018, Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã cho vay 3,6 tỷ euro, còn Ngân hàng Quốc gia rót vốn khi Ankara thiếu tiền mặt. Alibaba cũng mua lại tập đoàn thương mại điện tử Trendo của Thổ Nhĩ Kỳ. Huawei cũng chiếm thị phần lớn nhất và sẽ triển khai 5G trên toàn quốc của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021. Nhưng trên hết, Thổ Nhĩ Kỳ nằm ngay ngã tư chiến lược của con đường tơ lụa mới. Tập đoàn Costco của Trung Quốc đã bỏ ra 1 tỷ đô la để mua 65% hải cảng Coupon, nay đang ngắm nghía thêm 3 hải cảng khác. Thế nên Thổ Nhĩ Kỳ không còn là bến đỗ an toàn cho người tị nạn Duy Ngô Nhĩ với những vụ đe dọa, thanh toán, chấn áp của tay chân Bắc Kinh và gần đây nhất là hiệp định dẫn độ. Hiện nay có khoảng 60 người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Duy Ngô Nhĩ đang bị nhốt trong các trại cải tạo ở Tân Cương. Một dân biểu của đảng DHP ủng hộ người Kurdistan là một trong những người hiếm hoi tố cáo tại Quốc hội đảng cầm quyền AKP và đồng minh MHP là đã bán đứng người Duy Ngô Nhĩ với giá 50 tỷ đô la. Và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay cũng rất cứng rắn với Trung Quốc đến phút chót. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo được cho càng ngày càng thể hiện lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo vào hôm 9 tháng 1 thông báo dỡ bỏ các hạn chế liên hệ giữa giới chức Mỹ và với phía Đài Loan. Động thái nhiều khả năng sẽ khiến quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang căng thẳng trong những ngày cuối cùng
của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Mặc dù Mỹ cũng giống như phần lớn các nước không có quan hệ chính thức với Đài Loan, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tăng cường các biện pháp hỗ trợ vùng lãnh thổ này thông qua thỏa thuận bán vũ khí và các đạo luật giúp họ đối phó với sức ép từ Trung Quốc. Ngoại trưởng Mike Pompeo mới đây cũng khẳng định trong nhiều thập kỷ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã áp lên lệnh hạn chế các nhà ngoại giao, thành viên, công vụ và những quan chức khác liên lạc với Đài Loan. Hôm nay tôi thông báo dỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế này, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố như vậy. Đây dường như là một nỗ lực mới của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm củng cố lập trường cứng rắn với Bắc Kinh trước khi Tổng thống đắc cử Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới đây. Văn phòng đại diện văn hóa và kinh tế Đài Bắc ở Washington khẳng định tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho thấy mối quan hệ vững mạnh giữa Đài Loan và Mỹ. Tuần tới, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Carrie Clark sẽ có chuyến viếng thăm Đài Loan để gặp gỡ giới chức cấp cao của vùng lãnh thổ này. Bắc Kinh cũng vào hôm 7 tháng 1 cũng cảnh cáo Washington rằng họ đang đùa với lửa. Trước đó, Trung Quốc cũng triển khai chiến đấu cơ tiếp cận Đài Loan trong lúc Bộ trưởng Bộ Y tế Dịch vụ Y tế của Nhân sinh Mỹ Alex và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kate viếng thăm hòn đảo này lần lượt vào tháng 8 và tháng 9 năm 2020. Chính phủ Mỹ duy trì quan hệ với các đối tác không chính thức trên toàn thế giới và Đài Loan cũng không ngoại lệ. Tuyên bố hôm nay xác nhận quan hệ Đài Loan và Mỹ không cần, không nên bị trói buộc bởi các hạn chế tự áp đặt, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định tiếp. Trong khi đó, trong một tuyên bố chung vào hôm 9 tháng 1, Mỹ, Anh, Úc và Canada thể hiện sự quan ngại sâu sắc với việc Bắc Kinh bắt giữ hàng chục nhà hoạt động nhân quyền ở Hồng Kông. Trước đó, vào ngày 6 tháng 1, thông qua luật an ninh Hồng Kông, hơn 1.000 cảnh sát đã bắt giữ 53 nhà hoạt động, trong đó có một công dân Mỹ với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 11 tháng 1 năm 2021 với bản tin Trung Quốc toàn trị và hiếu chiến buộc phương Tây phải đối đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.